để khắc phục tình trạng cán bộ công chức viên chức nghỉ việc cũng như chuyển từ khu vực công sang khu vực tư, các đại biểu cho rằng việc nâng lương cơ sở thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 là hết sức cần thiết. Tuy nhiên cùng với tăng lương này thì cần phải gắn thêm kiềm chế lạm phát và sớm có lộ trình cải cách tiền lương thưa chủ tọa phiên Nhấn mạnh tăng lương cơ sở là vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm, nhiều kiến đại biểu đề nghị cần tăng càng sớm càng tốt, cùng với đó kiểm chế lạm phát, tránh tình trạng lương chưa tăng thì giá đã tăng, lương tăng một đồng giá tăng 2 đồng. 1 tháng 7 2022. Cử tri đang rất lo lắng về tình trạng lương chưa tăng, chỉ mới rụt rụt tăng thôi thì giá cả đã nhanh chân mà chạy trước rồi. Câu chuyện giá, lương, tiền, cái nào đứng trước cái nào để có lợi nhất cho người lao động luôn là câu chuyện mà người lao động thao thiết quan tâm lương bổng luôn bị rớt lại phía sau trong cuộc đua với giá cả thị trường, giá xăng tăng, giá thực phẩm tăng, phí dịch vụ tăng, phí đại học tăng, vân vân. Tất cả đã dồn gánh nặng lên đôi vai người lao động, chen chân vào và chi phối từng bữa cơm hàng ngày của mỗi gia đình họ. Các ý kiến cũng nhấn mạnh, nếu không coi tăng lương là giải pháp cấp bách hiện nay, thì việc vượt thu ngân sách hay tăng GDP bình quân đầu người trong năm 2022 sẽ không có nhiều ý nghĩa với người dân nguy cơ Và xin lưu ý là mức sống tối thiểu ngày nay không chỉ là ngày ba bữa cơm mà một năm thì hai bộ quần áo như thời bao cấp. Trước mắt để nguồn lực không bị quá tải, những đối tượng thu nhập thấp nhất không đủ cho mức sống tối thiểu cần được tăng lương ngay lập tức kể từ 1 tháng 1 2023 và đề nghị ưu tiên quan tâm đến hai ngành y tế giáo dục và những người hưởng lương hưu hay trợ cấp thu nhập thấp. Các đối tượng thu nhập cao hơn thì tăng chậm và ít hơn và để chia sẻ khó khăn chung và tiến tới ban hành luật về lương tối thiểu. Các đại biểu cũng đề nghị cần có ngay nghị quyết cải cách tiền lương và thu nhập của cán bộ công nhân viên chức theo nguyên tắc tăng lương thu nhập phải đủ để người lao động tái sản xuất, mở rộng sức lao động và chăm lo một phần cho gia đình.